Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉnh Hòa Bình đứng thứ hạng 53 so với cả nước và bằng thứ hạng năm 2022. Trong 10 chỉ số thành phần PCI của Hòa Bình, chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất đạt 6,35 điểm, giảm 3 bậc so với năm 2022, xếp thứ 51 trên 63 tỉnh, thành phố. Việc cải thiện chỉ số này cần có giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn. Trong 14 chỉ tiêu nhỏ của chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất của tỉnh trong năm 2023, có 6 chỉ tiêu nhỏ được các doanh nghiệp đánh giá thứ hạng trung bình. Đó là tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn về thiếu quỹ đất sạch là 19%, xếp thứ 46. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định là 65%, xếp thứ 42. Dự án khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình có tổng diện tích 83,54 ha. Tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới giao đất đợt 1 cho công ty là 20,4 ha. Đến nay, công tác triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án đạt 92%. Quá trình triển khai đầu tư gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Cái diện tích thì giải phóng được cũng bây giờ là còn được hơn 50 ha rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì mới giao được 20 ha. Đấy, vì cái phần còn lại là đang rất là sôi đỗ. Đấy, mà cái quy trình giải phóng mặt bằng thì cũng đã đầy đủ rồi. Đấy, mà tuy nhiên thì thành phố là vẫn hơi chậm trễ trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Đấy, thì cũng đề xuất với cả chính quyền các cấp các ngành đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện được giao đất làm bước tiếp theo. Trong 6 chỉ tiêu thứ hạng trung bình về chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, các doanh nghiệp cũng phản ánh cán bộ nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính đất đai không hướng dẫn chi tiết đầy đủ. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục về đất đai là 80%. Chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất của tỉnh chưa được cải thiện nhiều. Nguyên nhân một phần là do công tác quản lý đất đai còn hạn chế. Nhiều hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nhiều năm song không thực hiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, khi triển khai các dự án thuộc trường hợp phải thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ của dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, đặc biệt là các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, địa phương, các chính sách của tỉnh, của trung ương, đăng tải công khai kịp thời trên các website của đơn vị nhằm tạo thành kênh cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Trên cơ sở là sự tích cực của chi ủy chi bộ thì cũng đã cơ bản là vận động cho các đồng chí đảng viên, trước hết là các đồng chí là trong chi ủy chi bộ là đã chấp hành cái công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay là cũng vẫn còn vướng mắc một số hộ dân, thì Ủy ban Nhân phường trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng ban cũng như là phối hợp với tổ dân phố để hỗ trợ cũng như là tuyên truyền cho các hộ dân chấp hành cái chủ trương của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng. Các sở ngành địa phương cũng tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và nhân dân nhằm phổ biến và thực hiện luật đất đai 2024 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 năm 2024. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công bố công khai để tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa dự án khi triển khai trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Công tác về lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thì đã được luật đất đai qua các thời kỳ đã quy định là phải công bố công khai trên các tại các trụ sở, các cơ quan và các trang thông tin điện tử. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các phòng ban liên quan, kể cả phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố là nâng cao cái đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm về cái công tác thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ số PCI đo lường chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh được đánh giá thông qua 10 chỉ số thành phần nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Do vậy, việc thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai giải phóng mặt bằng là cần thiết, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai dự án. Đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc.